Mới hôm qua từ ngày 3 phút, internet người ta đang cúng xuống, đang có một gọi mạnh ra dân thôn, nốt ruồi cực to nhất cả Vịnh Bắc Bộ. Mày tên là na 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 na, thím Lê Na làm ăn chưa đúng, bao nhiêu phốt mà bấy lâu vẫn chưa chừa. Đồng viên 10 thì mẹ cho hóng bông, đồng lại là sau tôi chỉ xin chúc mày, đợi có biết sau tôi chỉ sẽ trả đủ. Xem video đúng sai thấy rõ, rồi fanpage lại vẫn cố cãi một, dọa ra tòa lại còn mời luật sư, ra tòa thì chết nhưng không phải ai mà chết bà. Na 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 na, thôi nghĩ lại mọi chuyện đã lỡ, thôi thì cô cần lời xin lỗi.